Xin chào cô chú anh chị. Bây giờ kênh Nhà Đất Việt Nam sẽ quay căn nhà mới xây, thiết kế rất là đẹp. Cái tông màu á thì chúng ta thấy là sáng trưng luôn. Sổ hồng ngay chủ, không có qua môi giới trung gian. Căn nhà này là ở thị xã Hòa Thành, Tây Ninh. Cách chợ Long Hoa, trung tâm thị xã Hòa Thành á, có 2 cây số thôi. Cách tòa thánh Cao Đài 3 cây. Căn nhà này thiết kế đẹp lắm nha cô chú anh chị, hiện đại. Có 3 phòng ngủ, 3 nhà tắm toilet. Phòng ngủ là nó rất là thông thoáng nha, có giếng trời, có cửa sổ rồi, đẹp lắm. Thì diện tích á, chiều ngang 5m, chiều dài là 29m. Thực tế là chiều dài đất tới 33m lận á. Nhà này là hướng bắc, có lệch đông chút xíu. Mặt tiền đường nhựa nha, trong khu dân cư cực kỳ đông luôn. Nhà là cách cái đường nhựa bự tên là đường Trịnh Phong Đán á, có 100m thôi. Ở ngoài đầu đường là có mấy căn biệt thự á cô chú anh chị, đẹp lắm. Địa chỉ ấp Trường Lộc, xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành, Tây Ninh. Tổng diện tích đất là 145m2. Có 100m2 thổ cư, còn lại 45m2 á là đất cây lâu năm. Sổ hồng này đứng tên chị Diễm Châu. Thì bây giờ chị Diễm Châu chủ nhà đó là bán trọn gói cả nhà và đất này, tặng nội thất nha. Cái bộ sofa chúng ta thấy nè, rất là sang trọng luôn. Bộ rèm cửa cũng đẹp. Cái tủ lạnh á, hai cửa, tủ lạnh bự nha. Bây giờ chị Diễm Châu là bán trọn gói nhà đất tặng nội thất 1.63 tỷ. Cô chú anh chị thấy rẻ không? Xăng là để được ô tô nha. Bây giờ Tấn sẽ quay hình ảnh thực tế và chi tiết của căn nhà này cho cô chú anh chị coi nha. Cái cổng rất là đẹp nè cô chú anh chị. Sân là để được ô tô ha. Ở trong sân là có trồng cây kiểng nữa kìa. Đây cái cổng nhìn giống như căn biệt thự vậy đó. Nhà này á là hướng bắc, có lệch đông chút xíu nha cô chú anh chị. Mặt tiền đường nhựa nè. Thì cái đường nhựa này á lộ giới là 10m nha. Trong khu dân cư cực kỳ đông luôn. Cô chú anh chị thấy nhà cửa sang xá nhau. Ở đây có căn biệt thự rất là bự nè. Thì căn biệt thự này là quay mặt tiền ra ngoài đường Trịnh Phong Đán đó cô chú anh chị. Đường Trịnh Phong Đán là đường nhựa bự, dẫn thẳng lên cửa số 7 chợ Long Hoa đó. Chợ Long Hoa là có tất cả 8 cửa. Thì cái đường Trịnh Phong Đán bên ngoài á, là dẫn tới cửa số 7 chợ Long Hoa nha. Đó, khu dân cư rất là đông. Kế bên là ngã tư. Thì cái đường nằm ngang là đường số 30 Trịnh Phong Đán. Đường xá khu này là theo dạng bằng cờ nha cô chú anh chị. Đi vài thì chục mét hay là 100m là có cái ngã tư à, giống như bằng cờ vậy đó. Ở trước nè, tráng xi măng ra tới ngoài đường nhựa luôn nha. Căn nhà này cô chú anh chị thấy đã không?
ở bên trong nhà là sơn cái tông màu nó sáng trưng luôn. Cổng nè làm hoa văn rất là đẹp nha. Sân á thì lát gạch sân vườn mà cái gạch cao cấp nha cô chú anh chị. Chiều ngang 5m, chiều dài đất là 29m, thực tế là dài 33. Ở sau là có cái sân vườn nữa, có cây dừa rồi nữa, trồng cỏ nhìn rất là mát mẻ luôn. Thì Tấn sẽ ghi cái đường link định vị Google Map á, để trong phần mô tả nha. Nếu cô chú anh chị muốn mua căn nhà này, liên hệ chị Diễm Châu, giá bán 1.63 tỷ. Cái sân ở trước chúng ta thấy là xây tường cao lên 2m mấy, 3m luôn. Mặt dựng của nhà nè, nhà này thiết kế cái kiểu nó hiện đại nha. Cái cổng chính là cái hình bo tròn giống như mấy vòm vậy cô chú anh chị. Cửa là khung sắt kính cường lực nha. Và đây vô bên trong coi nhà nè cô chú anh chị. Thì chị Diễm Châu chủ nhà tặng khá nhiều nội thất luôn. Một bộ sofa cao cấp, một cái tủ lạnh bự, ở trong 3 phòng ngủ á là tặng 3 cái máy lạnh luôn. Tặng bộ rèm cửa nè, rồi đèn trang trí đồ rất là nhiều nha. Ở trên trần á, đèn led nè cô chú anh chị. Chúng ta thấy cái tông màu của nhà rất là sáng luôn ha, sáng trưng luôn. Ngay phòng khách là có cái thảm làm bằng đá bóng kiến luôn nè. Nhìn y chang thảm thiệt vậy đó, đẹp quá ha. Bộ sofa cao cấp, trên bàn là tờ sổ hồng của nhà đất đang cần bán. Thì Tấn nhắc lại cái giá nha, 1.63 tỷ, trọn gói cả nhà và đất và tặng hết nội thất cô chú anh chị thấy trong video này nha. Phòng khách với nhà bếp là liền kề với nhau á cô chú anh chị, cho nên chúng ta thấy khu vực này rất là thoáng nha. Ngay chỗ này là có quầy bar nè, tặng ghế quầy bar nữa nè, có 3 cái ghế. Cái mặt này là bằng đá luôn nè cô chú anh chị. Rồi khu vực bếp nè, gỗ cao cấp không nha. Đây chúng ta sẽ coi cái tủ lạnh bự. Tủ lạnh hai cánh cửa bự hai bên, rất nhiều học luôn. Đây tất cả đều mới 100% hết nha cô chú anh chị. Rồi trong 3 phòng ngủ á, mỗi phòng là có sẵn máy lạnh luôn. Đây chỗ bếp nè, bồn rửa chén, có cái cửa thông ra ngay chỗ này á, là khu vực giếng trời nha. Nhà này là tới 2 giếng trời luôn nha cô chú anh chị. Nhà xây trệt không có xây lầu nhưng mà vẫn thiết kế giếng trời nha. Ngay chỗ này là để chén dĩa rồi nè. Đó có kệ nhôm inox đồ sẵn ha. Nói chung là nhà này đẹp đó cô chú anh chị. Chúng ta thấy là sang trọng. Chị Diễm Châu là thích cái tông màu trắng sáng hay sao, thiết kế cái nhà này sáng trưng luôn ha. Cái đèn led á là bình thường nó không có chớp gì nha, do quay vô camera cô chú anh chị thấy chớp chớp vậy đó. Ở ngoài là nó đứng im. Nhà là tới 3 phòng ngủ lần nha cô chú anh chị. Đây vô coi phòng ngủ nè. Lát nền á là đá bóng kiến 60-60. Trần thạch cao á thì thiết kế rất là đẹp ha, có đèn led xung quanh nữa và đèn trang trí. Đây đèn trang trí xung quanh tường nữa nè. Ngay chỗ hành lang này là có một cái cửa sổ bự nè cô chú anh chị, tặng bộ rèm cửa luôn nha. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy là có 3 cánh cửa. Cánh cửa đầu tiên là nhà tắm toilet nè, phòng ngủ thứ nhất, phòng ngủ thứ hai và phòng ngủ thứ ba. Cái phòng ngủ thứ ba là nó thông ra cái sân vườn ở phía sau luôn. Đây nhà tắm toilet đầu tiên nha, bồn cầu liền khói hình quả trứng khủng long, dán gạch cao cấp lên tới trên luôn. Trong nhà tắm toilet cũng có đèn led nữa nè, trần thạch cao, có cửa thông gió nha. Thì cái cửa thông gió đó là mở ra ngay giếng trời đó. Vòi sen vòi xịt này kia là sử dụng nước nóng lạnh hết nha cô chú anh chị.
Lavabo nè, rất là xịn ha, cao cấp. Cửa nhôm, kính mời. Phải nói là cái tông màu này rất là sáng luôn á. Rồi, tiếp theo là cái phòng ngủ đầu tiên. Có gắn sẵn máy lạnh nè cô chú anh chị, đèn ngủ nè. Bên trên cũng là trần thạch cao, có đèn led ha. Trần thạch cao chúng ta thấy là giật cấp, nhiều lớp. Phòng ngủ thì cái không gian nó cũng khá là rộng. Đây là khu vực giếng trời nè cô chú anh chị, thì chúng ta sẽ để máy giặt ngay chỗ này nha. Đường ống nước, ổ điện nè, là ngay cái cửa sổ của nhà bếp lúc nãy đó, là mở ra cái giếng trời ngay chỗ này. Đây, cái gạch dán tường nè, nhìn hoa văn nó đẹp ha, giống như là vẫy rồng vậy đó. Đây, chỗ này là cái cửa thông gió của nhà tắm toilet nè, có đèn chiếu sáng. Và ở bên trên đó cô chú anh chị, sẽ là một cái giếng trời. Cái giếng trời này là có thể đóng mở được nha. Đây, cái cây này là để đóng mở cái giếng trời bên trên nè, rất là tiện ha. Thì phòng ngủ là có cái cửa sổ này, không phải gọi là cửa sổ nữa mà là cái cửa đi ra ngay chỗ giếng trời, cho nên là nó sẽ thông thoáng. Máy lạnh hiệu Capper nha. Một phòng đầu tiên. Đây, cái phòng ngủ thứ hai là có nhà tắm toilet bên trong luôn. Cũng có máy lạnh Capper nè. Thì ngay chỗ nhà tắm toilet này cũng là cái giếng trời giống như bên kia nha cô chú anh chị. Ở bên kia là thiết kế cái giếng trời thôi, không có nhà tắm toilet. Còn ở bên đây là có nhà tắm toilet luôn. Gương là có đèn cảm ứng nè. Đó, nhà là có hai cái giếng trời nha. Giếng trời bên đây là làm nhà tắm toilet luôn. Vòi sen, vòi xịt là sử dụng được nước nóng lạnh hết nha cô chú anh chị. Nãy giờ chúng ta đã thấy được là hai nhà tắm, hai phòng ngủ. Bây giờ mình sẽ qua cái phòng ngủ thứ ba. Thì cái phòng ngủ thứ ba này á, giống như là cái phòng master á, cái phòng cao cấp cô chú anh chị. Đầu tiên chúng ta nhìn trên trần nè. Đèn led là ở ngoài nó đứng im, nó không có chớp gì nha, do quay vô camera nó vậy đó. Có một cái cửa bự đi ra sân vườn. Bên hông là có thêm một cái cửa nhỏ cũng ra sân vườn luôn. Thì sân vườn trồng cỏ thiệt nha cô chú anh chị, cỏ thiệt chứ không phải cỏ giả đâu. Ở sau là trồng cỏ nè, bông hoa nè. Và trong sân sau là có một cây dừa quá chừng trái luôn, và một cây đu đủ. Đó, chút nữa Tấn sẽ quay kỹ hơn. Còn bây giờ vô coi cái phòng này đã. Đây, nhà tắm toilet bên trong phòng. Đó, thì nãy giờ chúng ta thấy là ba phòng ngủ, ba nhà tắm toilet nha, hai giếng trời. Gương là có đèn cảm ứng nè. Cửa thông gió. Bồn cầu lavabo là cao cấp không nha cô chú anh chị, thương hiệu của Đức nha. Đây, bây giờ chúng ta ra ngoài sân sau luôn. Cũng như cô chú anh chị để cái bàn ngồi uống trà thư giãn ngay chỗ này cũng rất là hợp lý. Gió đậu mát nè, cô chú anh chị nhìn lá dừa đậu bay bay nè. Đó, rất là mát ha. Cỏ thiệt nha, lên xanh mướt luôn nè. Đó, thì ở sau này cái tường đó cô chú anh chị xây cao lên là khoảng 3 mét. Cây thiệt nha chứ không phải cây giả đâu. Thì chiều dài đất á, ở trên sổ là 29. Rồi ở phía sau á, là có quy hoạch làm cái hẻm 4 mét. Mà hẻm 4 mét giờ nhà nước chưa mở nha cô chú anh chị. Hẻm 4 mét là ngay vị trí này nè. Đó, nếu mà sau này nhà nước mở cái đường 4 mét ở sau á, thì chúng ta trả lại. Còn nếu nhà nước không mở thì mình cứ sử dụng như thế này nha. Do là nhà nước chưa có mở đường gì hết.
Đây là phía sau lưng nè cô chú anh chị. Bây giờ Tấn quay sổ hồng của nhà đất đang cần bán này cho cô chú anh chị coi nha. Sổ hồng ngay chủ đứng tên chị Diễm Châu. Thì chị Diễm Châu chủ nhà đó cũng ở gần đây, cho nên cô chú anh chị tới xem nhà mua nhà là gặp trực tiếp chủ. Chúng ta xem sổ hồng ngay chủ luôn nha. Đây, đầu tiên chúng ta coi cái sơ đồ. Thì nhà đất này là hướng bắc có lệch đông chút xíu. Mặt tiền đường nhựa 10m. Ở sau nè cô chú anh chị, thì như Tấn vừa nói ha, ở sau á cái hẻm 4m là nhà nước quy hoạch mở nè, nhưng mà hiện tại là chưa có mở gì hết. Cho nên là 4m là nằm trong cái vườn ở sau nha, ngay chỗ cây dừa đó. Diện tích nè cô chú anh chị, chiều ngang đúng 5m. Ở trước 5, ở sau 5. Còn chiều dài á là 29m nè. Cộng thêm 4m ở sau nữa là chiều dài thực tế là 33m nha. Nhìn cái sơ đồ nó đẹp nha cô chú anh chị, vuông vức nha. Thửa đất số 427 tờ bản đồ số 10, địa chỉ ấp Trường Lộc, xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành, Tây Ninh. Tổng diện tích đó là 145m², có 100m² thổ cư, còn lại đất cây lâu năm. Thì cái giá bán là 1.630.000.000, trọn gói cả nhà và đất, rồi tặng luôn nội thất nha cô chú anh chị, bao luôn giấy tờ nha. Thì nãy giờ cô chú anh chị đã xem rất chi tiết căn nhà của chị Diễm Châu. Căn nhà này thiết kế cái kiểu là hiện đại, thiết kế đẹp nha cô chú anh chị, thông thoáng. Đặc biệt là có cái sân vườn nữa, rất là mát mẻ, rất là thích nha. Thì giá bán 1.630.000.000. Cô chú anh chị muốn mua là liên hệ gặp chị Diễm Châu. Số điện thoại này là có Zalo nha, 0976 516 471, 0976 516 471, 0976 516 471. Gặp chị Diễm Châu. Tấn sẽ ghim cái đường link định vị Google Map và để trong phần mô tả nha. Cái sân này là hoàn toàn có thể để được chiếc 7 chỗ nha cô chú anh chị. Ở đây là sử dụng nước giếng khoan nha. Sắp tới thì Tấn nghĩ là cũng sẽ có nước cấp thủy đó. Đây, trong khu dân cư rất là đông luôn. Nằm giữa đường số 30 và đường số 32 Trịnh Phong Đáng nha. Đường xá theo dạng bàn cờ nha cô chú anh chị. Đây, nhà cửa dân cư thì cực kỳ đông. Mặt tiền là đường nhựa lộ giới 10m nha. Phía bên đây là đường số 32 nè. Đường có đèn đường hết nha. Cô chú anh chị ơi, bây giờ Tấn sẽ quay ngay trung tâm của thị xã Hòa Thành. Ủy ban huyện nè cô chú anh chị. Ủy ban thị xã chứ. Kế bên công viên Hòa Thành và khu vực chợ Long Hoa, Tấn sẽ quay chạy tới căn nhà đang cần bán cho cô chú anh chị coi nha. Đường này là đường Phạm Văn Đồng nè. Công viên Hòa Thành là phía trước mặt kìa cô chú anh chị. Tới cái ngã tư này thì chúng ta quẹo phải á, là chợ Long Hoa nè. Thì cái đường Trịnh Phong Đáng gần nhà là ngay cửa 7 chợ Long Hoa nha. Ngay cửa 7 chợ Long Hoa, chạy thẳng vô đường Trịnh Phong Đáng rồi rẽ vô nhà. Cái đường nằm ngang là đường Hùng Vương đó cô chú anh chị. Cái đường Hùng Vương ở trước á gọi là tất đất tất vàng đó. Nếu quẹo trái là Báo Quốc Từ hướng lên Tòa Thánh, đi thẳng là tới nhà cũng được nha. Đi thẳng là vô đường Nguyễn Văn Linh á, tới nhà cũng được luôn. Còn để bây giờ Tấn quẹo qua chợ Long Hoa cho cô chú anh chị coi nè. Vô đường Hùng Vương nè cô chú anh chị. Mình sẽ chạy một vòng tròn xung quanh chợ Long Hoa nha. Đó, cái tòa nhà ngay phía trước mặt là trung tâm thương mại Long Hoa đó. Đường rất là rộng đẹp nha. Thì chợ Long Hoa này có tất cả là 8 cửa. Chúng ta sẽ đi ngay chỗ cửa số 7 nha cô chú anh chị, ngay đường Trịnh Phong Đáng nha. Đây là cửa số 1 nè. Bên trái là cửa số 8 á, kế cửa số 8 là cửa số 7. Đường này là đường một chiều cho nên bây giờ mình sẽ chạy vòng tròn để vòng qua cửa số 7 nha cô chú anh chị. Đây là những xe của khách du lịch nè, biển số Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh. Vài bữa nữa là tới dịp Tết
Tết Trung Thu á cô chú anh chị, rằm tháng 8 á, là ở Tây Ninh có đại lễ của Đạo Câu Đài, đó là đại lễ Hội Yến Diêu Trì Cung ngày rằm tháng 8 nha, trùng với ngày Tết Trung Thu luôn á. Đây chợ Long Hoa thì rất là bự nè cô chú anh chị, chỗ này là cửa số 3, trước mặt là cửa số 4. Giờ mình sẽ chạy một vòng tròn nè, qua bên đây là cửa số 5, nếu quẹo phải là ra quốc lộ 22B nha. Đây cửa số 5 nè, ở trước mặt là cửa số 6 đây nè. Giờ mình cua sang trái là tới cửa số 7. Đó, chợ rất là bự nha, kinh doanh buôn bán rất là nhiều. Ngôi chợ lớn nhất và nổi tiếng nhất ở Tây Ninh nha cô chú anh chị. Rồi ngay cửa số 7 này bây giờ mình sẽ quẹo ra nha, quẹo phải vô đường Phan Văn Đáng. Và cái đường Phan Văn Đáng này sẽ dẫn thẳng tới đường Trịnh Phong Đáng. Cái khu vực cửa số 7 này cô chú anh chị là bán về bông hoa với lại trái cây nha. Từ đây đi tới nhà là 2 cây số. Tấn sẽ ghim cái đường link định vị Google Maps của nhà đó để trong phần mô tả nha. Bây giờ Tấn quay là buổi chiều nha cô chú anh chị, 3:30 buổi chiều. Cái đường nằm ngang là đường Nguyễn Chí Thanh nè, nếu quẹo phải á là ra quốc lộ 22B, quẹo trái là Tòa Thánh. Quẹo trái là ngay Tòa Thánh nha cô chú anh chị. Chợ Long Hoa này cách Tòa Thánh có 1 cây số à. Rồi từ Tòa Thánh lên núi Bà Đen á là 10 cây nha. Đây đi ngang qua đường Nguyễn Chí Thanh. Cái khúc đường này vẫn có tên là Phan Văn Đáng nha. Đó, đường rộng đẹp nha cô chú anh chị. Bây giờ thị xã Hòa Thành là đang phấn đấu để lên thành phố đó, cho nên là về hạ tầng giao thông là được đầu tư rất là bài bản, rất là tốt. Nhiều người đánh giá là đường xá giao thông ở thị xã Hòa Thành đó cô chú anh chị là được quy hoạch tốt nhất Việt Nam á. Cô chú anh chị có thể xem trên mạng những cái bài đánh giá về hạ tầng giao thông ở thị xã Hòa Thành nha. Đây cái đường nằm ngang là đường Trần Phú. Đó, quẹo trái là ngã tư Long Thành Bắc đi Tòa Thánh. Quẹo phải là ra quốc lộ 22B, còn bây giờ mình chạy thẳng là vô đường Trịnh Phong Đáng nè cô chú anh chị. Nãy giờ chúng ta thấy đường xá rồi rất là đẹp nha. Cái đường này sắp tới là cũng sẽ được nâng cấp mở rộng luôn. Nếu cô chú anh chị thích kênh Nhà Đất Việt Nam thì nhớ bấm thích video này, bấm đăng ký kênh để ủng hộ Tấn nha. Đường xá thì xe cộ qua lại rất là nhiều. Bên phải là trường tiểu học Lê Lợi nè. Ở khu vực này là ngay khu trung tâm đó cô chú anh chị, cho nên là trường mẫu giáo cấp 1, cấp 2, cấp 3 đầy đủ. Chạy xích lên thành phố Tây Ninh là có trường cao đẳng nghề, trường cao đẳng sư phạm, trường trung cấp kinh tế kỹ thuật. Nói chung về trường học đó là đầy đủ nha. Giờ mình cứ chạy thẳng tới đường số 30 Trịnh Phong Đáng là mình sẽ quẹo phải vô. Quẹo phải vô đường số 30 cái xong mình quẹo trái là tới nhà. Đây là đường số 12 đây nè. Thì cái đường số 30 là nằm bên tay phải nha cô chú anh chị. Nhà cửa dân cư thì chúng ta thấy là cực kỳ đông luôn, có căn biệt thự bự nè. Xe cộ qua lại nhiều nha. Thì cái đường Trịnh Phong Đáng này là anh thông ra đường Bầu Ếch. Đường Bầu Ếch á, thì anh thông ra đường Nguyễn Văn Linh với lại đường Ngô Quyền. Một hướng là ra chợ Quy Thiện, một hướng là ra chợ Long Hải, trường cấp 3 Nguyễn Chí Thanh á. Chỗ này mình đi ngang điện thờ Phật Mẫu và một cái trường học nè cô chú anh chị. Điện thờ Phật Mẫu Đầu Câu Đài. Và trường tiểu học nha. Trường tiểu học Bùi Thị Xuân. Nãy khúc ở trên á là có trường tiểu học Lê Lợi. Nếu quẹo phải ngay chỗ này là có trường mẫu giáo trường cấp 2 nè cô chú anh chị.
Rồi sắp tới đường số 30 rồi đó. Đây khúc này là cũng kinh doanh buôn bán quá chừng nha. Nhà lầu bự bự nè. Chỗ này có quán cà phê Naga là đường số 24. Tới đường 30 mình quẹo phải nha cô chú anh chị. Đây là đường 26 rồi nè. Đó, những căn nhà lầu đây nha. Đây là đường 28. Đường 28 là ngay quán cà phê Võ Tuấn nè. Những cái đường này là nó thông nhau hết, giống như dặn bằng cờ vậy đó, cho nên mình quẹo vô mấy đường đó là cũng tới nhà được luôn. Thì bây giờ cái đường 30 là bên tay phải nè cô chú anh chị. Đối diện với lại căn nhà lầu bự nè. Đây cô chú anh chị, đường số 30 là đối diện với căn biệt thự rất là đẹp nha. Phía trước cũng có căn biệt thự mấy ngói đỏ kìa. Đó, đi thẳng là ra đường Bầu Ếch nha, thông ra đường Nguyễn Văn Linh với lại đường Ngô Quyền. Đầu đường là có bảng quán ăn cây bàn. Đây bảng tên đường nè, đường số 30 Trịnh Phong Đán. Thì mình vừa vô tới ngã tư đầu tiên mình rẽ trái. Mình vô bằng đường số 26, 28, 30, 32 đều được nha cô chú anh chị, thông nhau hết nè. Đường bằng cờ mà. Đây tới ngã tư đầu tiên nè, mình rẽ trái là tới nhà nha. Đó, căn nhà cổng màu trắng bên tay phải. Tấn sẽ ghim cái đường link định vị Google Maps và để trong phần mô tả nha cô chú anh chị. Đây, căn nhà này nha. Cảm ơn cô chú, anh chị và các bạn đã xem hết video. Nhớ bấm đăng ký để ủng hộ kênh. Liên hệ quay clip nhà đất Zalo 0339 120 133.